Trong một diễn biến gây chấn động, Sắc Thủy, tên thật là Nguyễn Ngọc Thủy, một nhân vật từng được biết đến như một cá mập tài ba trên chương trình truyền hình Sắc Tang Việt Nam, đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lật mặt sự thật, Sắc Thủy hành trình từ cá mập đến kẻ lừa đảo. Trong một diễn biến gây chấn động, Sắc Thủy, tên thật là Nguyễn Ngọc Thủy, một nhân vật từng được biết đến như một cá mập tài ba trên chương trình truyền hình Sắc Tang Việt Nam, đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sự kiện này đã khiến không ít người ngỡ ngàng khi một doanh nhân từng là biểu tượng của thành công trong giới khởi nghiệp, giờ đây lại bị cáo buộc là kẻ lừa đảo. Ngày 21 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tập đoàn E-Group và công ty E-Game, hai công ty mà Sắc Thủy đóng vai trò lãnh đạo chủ chốt. Chỉ một ngày sau đó, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng ông Đặng Văn Hiển, trưởng ban quan hệ cổ đông của công ty E-Game, đã được ban hành với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Ngay sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, các quyết định này đã được thực thi vào ngày 25 tháng 3 năm 2024, chính thức đưa ông Thủy vào vòng lao lý. Từ doanh nhân thành đạt đến kẻ chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an cho thấy, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã lợi dụng pháp nhân của công ty E-Game để thực hiện nhiều hành vi lừa đảo. Cụ thể, họ đã sử dụng cổ phần không có thật của tập đoàn E-Group để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Các giao dịch này được thực hiện dưới nhiều hình thức, bao gồm bán cổ phần bằng tiền mặt, chuyển khoản, bất động sản và vay mượn tiền từ nhà đầu tư với đảm bảo là sở hữu cổ phần. Tuy nhiên, tất cả những cổ phần mà họ cam kết đều không có thật. Hàng loạt nhà đầu tư đã bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo này, mất đi số tiền đầu tư mà họ tin tưởng giao phó cho Sắc Thủy và công ty của ông. Hiện nay, Bộ Công an đang khẩn trương tiến hành điều tra vụ án và kêu gọi những nhà đầu tư bị lừa đảo nhanh chóng liên hệ với cơ quan điều tra để trình báo và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan. Những người bị hại có thể liên hệ trực tiếp với Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu tại địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 099 309 3865 để nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Nếu hết thời gian điều tra mà người bị hại không đến làm việc và không cung cấp đủ thông tin, vụ án có thể không xem xét giải quyết cho họ theo quy định pháp luật. Sắc Thủy từng là biểu tượng của thành công, của khởi nghiệp và khát vọng vươn lên trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Tuy nhiên, vụ việc này đã làm lộ ra mặt tối của một cá nhân từng được ngưỡng mộ, biến ông từ một cá mập thành kẻ lừa đảo. Vụ án này không chỉ là một cú sốc đối với những ai từng tin tưởng ông Thủy, mà còn là một bài học đắt giá về việc cảnh giác và thận trọng trong các hoạt động đầu tư. Vụ khởi tố và bắt giam Sắc Thủy không chỉ làm sụp đổ hình tượng của một doanh nhân thành đạt, mà còn để lại những bài học sâu sắc cho nhà đầu tư. Khi một người từng được coi là biểu tượng của thành công bị phát hiện có những hành vi lừa đảo nghiêm trọng. Vụ án này cũng là một lời cảnh tỉnh đối với các nhà đầu tư. Trong một thế giới đầu tư đầy rủi ro, sự cảnh giác và thận trọng luôn là điều cần thiết. Điều này cho thấy rằng, việc đầu tư dựa trên danh tiếng cá nhân hoặc những lời hứa hẹn hấp dẫn mà không có sự kiểm chứng kỹ lưỡng là một sai lầm nghiêm trọng. Nhà đầu tư cần phải tự trang bị cho mình kiến thức về thị trường, về pháp lý và về những người mà họ đang đặt niềm tin. Điều này bao gồm việc kiểm tra kỹ lưỡng các tài liệu pháp lý liên quan đến cổ phần, tìm hiểu về lịch sử và hoạt động của doanh nghiệp, cũng như tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Đồng Việt Nam, đồng của Nam, đồng của Việt Nam đi trong lòng của má. Thôi má. Hoa hậu Phương Lê bị phạt vì sửa lời quốc ca. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phạt hành chính Hoa hậu Phương Lê vì sửa lời quốc ca trên livestream. Chiều ngày 27 tháng 8, bà Võ Thị Thu Sương, Chánh thanh tra sở cho biết. Sự phạt Phương Lê vì hai hành vi xuyên tạc tác phẩm gây hại đến danh dự và uy tín của tác giả, cung cấp chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc. Cơ quan chức năng không công bố cụ thể mức tiền, nhưng khung hình phạt cho hành vi đầu tiên từ 5 đến 10 triệu đồng, hành vi thứ hai từ 10 đến 20 triệu đồng.
Nếu bà Phương tái phạm hoặc tiếp tục vi phạm hành chính, Sở sẽ phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng xử lý tình tiết tăng nặng theo quy định. Đại diện cơ quan quản lý cho biết, trước đó Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Phòng An ninh Chính trị Nội bộ PA03, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao mời Phương Lê, tức Lê Thị Hậu Phương, lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội. Hôm 14 tháng 8, cô Sở Lời Quốc ca bài Tiến quân ca trong lúc live stream. Theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, cô cho biết có hành động bột phát do bị anti-fan công kích. Nhận thấy việc này không phù hợp, bà Phương đã gỡ bỏ video có bài viết xin lỗi. Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vốn có văn bản hướng dẫn sử dụng quốc ca. Theo đó, tác phẩm được sử dụng trong các buổi lễ chào cờ tại công sở nhà nước, trường học, nghi lễ sinh hoạt chính trị, lễ hội quốc ca, sự kiện thể thao cấp nhà nước và quốc tế. Việc sử dụng quốc ca không đúng hướng dẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người cố tình xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tiến quân ca ra đời tháng 10 năm 1944 khi nhạc sĩ Văn Cao mới 21 tuổi. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, bài hát được sử dụng làm bài ca chính thức của 34 chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ca khúc được chọn làm quốc ca của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1946. Đến nay, nhạc phẩm đồng hành dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong thời kỳ hòa bình, xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc, được nhiều thế hệ ca sĩ biểu diễn ở các sự kiện long trọng. Phương Lê, 45 tuổi, được biết đến khi đoạt Á hậu Doanh nhân Người Việt Thế giới năm 2016. Năm 2017, cô đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới. Ngoài hoạt động showbiz và là vlogger ẩm thực có kênh YouTube riêng, liên quan đến ồn ào Phương Lê, nghệ sĩ cải lương Vũ Luân cũng bị chỉ trích khi ngồi cạnh cô trong buổi live stream. Trên fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2024, nhiều khán giả đề nghị anh rời khỏi vị trí giám khảo mùa giải năm nay. Chiều ngày 22 tháng 8, đại diện chương trình cho biết nghệ sĩ Vũ Luân đã rút khỏi chương trình vì lý do cá nhân. Ban tổ chức mời nghệ sĩ Kim Phương thay thế. Đề nghị truy tố cựu bí thư tỉnh ủy, thứ trưởng, vụ trưởng, giám đốc sở, chủ tịch Xuyên Việt Oi. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oi và một số cơ quan. Trong đó có Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oi, Lê Đức Thọ, cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo kết luận, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oi, bị can Hạnh có vi phạm trong việc quản lý sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu BOG và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng. Đầu tiên, Hạnh chỉ đạo nhân viên chuyển tiền quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì trích quỹ BOG theo quy định. Số tiền này được bị can dùng mua bất động sản cho bạn bè vay, chi tiêu cá nhân, chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Để đối phó với hoạt động thanh kiểm tra, Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ BOG, nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu. Hành vi này gây thiệt hại hơn 219 tỷ đồng. Sai phạm thứ hai của bà Hạnh xảy ra trong việc Xuyên Việt Oi thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách. Cụ thể, Mai Thị Hồng Hạnh cố ý sử dụng tiền thuế đã thu hộ cho nhà nước để dùng vào mục đích cá nhân. Việc này gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng. Trong vụ án này, Cơ quan An ninh Điều tra đề nghị truy tố 15 bị can. Trong đó, Cơ quan Điều tra đề nghị truy tố Lê Đức Thọ, cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và nhận hối lộ. Truy tố ông Đỗ Thắng Hải cùng 6 bị can tội nhận hối lộ. 7 người bị đề nghị truy tố nhận hối lộ gồm Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Công Thương, Trần Duy Đông, nguyên Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Hoàng Anh Tuân và Nguyễn Lộc An, nguyên Vụ phó Thị trường trong nước, Lê Duy Minh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Đặng Công Khôi, nguyên Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính, Phan Kiến Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn. Truy tố Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên và Phó Giám đốc Xuyên Việt Oi.
Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và đưa hối lộ. Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Truy tố 5 bị can tội đưa hối lộ. 5 người bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ gồm Nguyễn Văn Thắng, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Xuyên Việt Oil, Vũ Trung Thành, nguyên Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân, Đinh Tiến Dũng, kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, Nguyễn Tấn Long, trưởng phòng kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, Đồng Xuân Dũng, lao động tự do. Ông Lê Đức Thọ và ông Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra, năm 2018, ông Lê Đức Thọ, khi đó là Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Vietinbank, có thẩm quyền phê duyệt hạn mức, cấp giới hạn tín dụng và xem xét, phê duyệt hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp. Cuối năm 2021, ông Lê Đức Thọ làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Từ năm 2019 đến năm 2021, ông Lê Đức Thọ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để nhận hối lộ và gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Cụ thể, trong việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil vay vốn tại Vietinbank và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng từ năm 2019 đến tháng 1 năm 2020, ông Thọ đã hai lần nhận hối lộ 600.000 đô la Mỹ, tương đương 13,8 tỷ đồng của Mai Thị Hồng Hạnh. Lê Đức Thọ cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank để tác động, gây ảnh hưởng đến Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%. Với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, theo kết luận điều tra, từ năm 2014, ông Hải có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Ông Hải cũng trực tiếp phụ trách chỉ đạo vụ thị trường trong nước là đơn vị tiếp nhận, thẩm định, đề xuất cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Giữa tháng 6 năm 2021, để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ tạo điều kiện. Ông Hải chỉ đạo Hoàng Anh Tuấn xem xét tạo điều kiện sớm cấp giấy phép cho công ty này. Ngày 19 tháng 11 năm 2021, trên cơ sở đề xuất của Hoàng Anh Tuấn, ông Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 đô la Mỹ, tương đương 1,139 tỷ đồng của Hạnh tại phòng làm việc. Trong quá trình điều tra, ông Hải đã nộp lại 730 triệu đồng. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.